chuồng luôn rồi anh ơi, cánh gãy hết sao luôn. Ở đây xa quá cô chú nên không có. Ui 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 cảnh. Chết mẹ rồi. Chắc dừng lại đi anh ơi. Dừng lại đi. Bây giờ kêu xe ở đâu đây? Trời ơi. Đâu? Ở đây không có gì hết trơn á. Coi cho nó ăn gì vậy trời. Rồi rồi. Con đợi tí nha con. Trời ơi, con cánh banh cái chuồng luôn rồi con trai ơi. Ừ. Ở khu vực này không có xe để vận chuyển. Mà vợ chồng Tây không nghĩ là em cuốn này nó bự như vậy cô chú. Trời ơi, nó cánh. Rớt. Lâu ngoan. Chợ như vậy nguy hiểm quá, còn mấy chục cây số nữa là ở đây không biết có xe ba gác nào không. Ở đây không có xe ba gác nào hết trơn. Bây giờ phải kiếm một cái tiệm tạp hóa có bán đồ ăn. Ở đây nè, đây chị. Biết có bánh ngọt không? Chắc có. Để mua cho bé rốt nó ăn nó đỡ quậy. Nhưng mà cái đó để trong chuồng đâu có được. Có bánh mì ngọt đâu. Mình có bánh mì ngọt không vậy chị? À đó, lấy cái bánh đó đi cho em. Cái đó có bánh lẹ không? Ừ. Có bánh lẹ không? Thôi lấy nguyên hộp luôn đây. Bây giờ phải mua bánh cho bé cuốn nó ăn cho nó đỡ quậy khỏi con bịch. Đưa đây chị. Trời ơi, con cánh gãy hết chuồng luôn cô chú. Nước của anh ạ. À đây biết có xe ba gác nào không? Hỏi thăm dân thử coi chứ đi đường này mà về mà xa quá là rất nguy hiểm, té xe là chết luôn. Mới có hả? Để cho nó ăn đi hả? Má ơi nó quậy quá trời luôn thầy tình. Bây giờ cho nó ăn bánh đi. À, trên đường vận chuyển bé về, bé cánh quá trời luôn cô chú, quậy la sùm. Bây giờ cho con ăn tạm nó đỡ đói nè. Cái hộp bánh này là 50.000 luôn, nó ăn hết trơn luôn nè. Nào con nè. À. Trời ơi, rốt ngoan con đừng có quậy con ơi, Lu ơi. Muốn cái nồi bánh mì rồi. Ăn hết ổ bánh mì. Bây giờ ăn gần hết hộp bánh luôn, trời ơi. Có cái ly nước ở đây có mấy ly không nè. Mà sao cho nó vô được đây nè. À Tây cũng xin phép nói với cô chú và các anh chị vài câu. Thật sự nếu mà cứu những cái em cún á, mà có hoàn cảnh cơ nhỡ đáng thương hay là những em cún hoang ở ngoài đường, đây là một công việc không hề dễ dàng một chút nào đâu mọi người. À, vợ chồng Ti á, vừa chăm sóc cho các bé ở nhà, vừa đi cứu hộ các bé cún ở ngoài đường. Vì vậy thật sự cái thời gian của vợ chồng Ti rất là ít. Nhiều khi Ti muốn buổi tối nói chuyện với cô chú và các bạn một chút xíu, nhưng mà khi Ti buông tay ra rồi là giống như là bị liệt dương luôn đó mọi người. Nằm quay đơ luôn, nó rất là mệt luôn. Giống như đêm hôm qua cũng vậy, Ti rất muốn làm clip cảm ơn cô chú anh chị. Mà đến 1 giờ mấy sáng Ti cầm điện thoại lên, Ti ngủ quên luôn. Là sáng là 7 dậy sớm để đi cứu em Rốt này. Em Rốt này may mắn được một bạn đăng lên nè. Trên mạng cô chú thấy em do quậy phá cánh gà, cái cổ em bị xích lở lét hết luôn. Ở chỗ này chói quá, Ti không biết là mọi người có xem thấy không. Tại vì bây giờ Ti đang cho bé nó ăn đỡ. Em nó quậy quá trời luôn. Bóp cái này vô nè, xong rồi cho vô rồi đổ vô. Đây nè, bóp vậy nè. Bóp vậy nè. Đó, bóp vô. Anh, bố vào đây đi anh.
Lâu lâu lâu, uống nước đi con. Trời ơi, con quậy dã man luôn. Đây con, nhà nước này. Cái miệng to như cái xoàng. Em cắn gãy hết chuồng luôn nè. Nên Ti rất mong cô chú và các anh chị thông cảm giúp cho vợ chồng Ti. Đây là cái cổ của em bị loét nè cô chú. Loét rất là sâu luôn do con bị xích lâu ngày. Đây luôn. Bây giờ đang trên đường vận chuyển em đi đến thú y để điều trị cho em. Nhưng mà ở khu vực này nó hơi vắng, không có xe mọi người. Nên phải chở bằng xe máy. Bít buôn à? Không phải bít buôn, rốt. Rốt hả? Dạ. Thì nó ăn hết nguyên hộp bánh luôn kìa. Đây đó, cái cổ của em nó bị lở lét dữ lắm cô chú. Cháy cua mày chết sao mày. Rồi được chưa con trai? Dấu con cua vào. Đây cho mình tự ghé đi. Ui, con không, hôm qua nó ăn cả bịt giấy luôn này. Ý là cho nó gặm cho nó nằm im á. Chứ giờ mình đút nó lát, mình lên xe mình hết đút rồi. Tự ăn mấy nha. Em đã ăn uống nước xong rồi. Bây giờ vợ chồng Ti đi tiếp. Anh ở đây có ba gác nào không vậy anh? À đây không có ai chạy ba gác hết mọi người. À, chợ về tới chợ Hóc Môn á. Có cái giấy che nè. Che cái bao nè, nó xé bỏ rồi. Có che bao cho em luôn mà em. Cánh tùm lum hết trơn luôn. Hư cái chuồng luôn, hư cái bạt để che cho em. Nếu mà mình kêu taxi nó không chịu chở đâu, chó nó không chở. Lần trước á chị phải cho nó thêm tiền á, chở chó đi thú y á, người ta mới chở chứ bình thường người ta đâu có chở chó, mà nhất là bé cún này nó hơi quậy nữa. Mẹ nó lên nó mà cào rách in xe người ta đền với mẹ. À, Ti rất mong cô chú và các anh chị thông cảm cho Ti nha. Sáng nay Ti đã thách hứa với chị Hoa ở trên quận nhất là không đi dọn nhà được vì đi cứu bé cún này nè cô chú và mọi người. Em rất mong chị Hoa nhìn thấy cái clip này. Đừng có buồn em nha chị. Bây giờ bé cún này cần cứu gấp. Cho nó tội nó được. Nãy giờ nó cắn gãy chuồng luôn á chú anh. Bây giờ làm đỡ thôi. Để em chạy lên chỗ nào có ba gác em kêu chợ. Ba gác thì là chỗ cách đây khoảng bao nhiêu cây số? 5 cây nữa là chạy cặp bé đường nó hết, nó đậu ven đường. À rồi. Chứ này mà chở mấy chục cây số mẹ đi té xe chết. Tại vì nó không chịu ngồi yên, nó cắn nó phá tùm lum. Ti đang hỏi thăm người dân ở đây có xe hay không thì cái chú này chú nói là phải gán chạy 5 cây số nữa lên bến cát Bình Dương thì mới có. Còn ở đây là đâu ta? Ở xã Bầu Bàng. Huyện Bầu Bàng chứ, tỉnh Bình Dương. Ở đây không có xe. Em phụ với anh ấy cái chuồng rồi. Được chưa? Ti nghe chủ nói em ăn một lần một thao cơm luôn đó cô chú và các bạn. Thao bự luôn á. Thao cơm. Chắc em nghĩ em nửa ký lạc. Em rất là đẹp trai luôn, to lắm. Em mập lên chắc 60 kg. À bây giờ Ti đang đứng nói chuyện với mọi người mà Ti muốn ngã ngang luôn, kiểu như nắng quá nó chóng mặt. Với từ sáng giờ vợ chồng Ti chưa ăn gì hết cô chú và các bạn. Bây giờ Ti mệt quá phải mua lon nước ngọt uống tạm. Tại vì chóng mặt quá Ti đứng lên đứng xuống muốn ngã xuống luôn. Ti rất mong cô chú và các bạn thông cảm. Nếu như mà Ti đang quay clip á, mà nó bị tắt ngang á, là không phải ý Ti muốn nha cô chú và các bạn. Nhiều khi cái máy á, của Ti nó hết dung lượng nó tự tắt. Bây giờ hai vợ chồng Ti đã cho con ăn xong uống nước và cột cái ở trên cho nó đỡ nắng cho con. Bây giờ mình phải chạy đi một mấy cây số nữa thì mới kiếm được xe để chở con về. Do con quá nặng, con bự hơn chiếc xe của Ti đang đi luôn. Chở con khó lắm cô chú và các bạn. Đây nè, cô chú và các bạn xem cái cổ của em nè. Do em bị xích đó. À, nghịch ngợm cánh gà nè, xong rồi chủ xích con lâu lắm rồi bây giờ lỡ lấy hết cổ luôn.
Đó, em còn bự hơn cái xe của Ti luôn trời. À, Ti chưa bao giờ thấy ha, em cuốn to như vậy luôn đó mọi người. Ờ, à, nãy đi đường gặp mấy chó kia mau lắm. Em té nó. Thôi Ti xin tắt clip ở đây là chồng Ti xong rồi để chở em đi tiếp. Cảm ơn cô chú và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Mái Ấm Ti. Rất mong mọi người yêu quý Ti và các bé cùng Mái Ấm của Ti. Xin mọi người cho Ti một share, like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần của Ti và các bé nha mọi người. Mọi người nhớ bấm dùm Ti cái chuông á, cái chuông để nó khi mà có video mới thì mọi người sẽ nhìn thấy nha. Cảm ơn cô chú, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tinh thần cũng như vật chất cho các bé ở Mái Ấm. Ti xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Ti xin chào tạm biệt mọi người ở đây. Hẹn mọi người ở một cái clip khác.